Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi phan duyên là gì, phát bồ đề tâm là gì? Để hỏi hai ý, một là phan duyên là gì. Phan duyên là gì? Phan duyên có nghĩa là chúng ta để nhiều cái thời gian vào cái công việc, ví dụ như người xuất gia như các thầy chẳng hạn, thì để nhiều vào công việc là tiếp khách, tiếp khứa chẳng hạn, đi cúng đi bái chẳng hạn, và làm những cái việc mà gần như nó vô bổ chẳng hạn, không đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và tín đồ Phật tử, cũng như cho đạo pháp, cho dân tộc của mình chẳng hạn, thì đó gọi là việc phan duyên. Kể cả cái việc nếu mà ví dụ như chúng tôi này mà tham đắm vào cái việc xây dựng nhiều quá, không có thời gian để tu tập, đấy cũng có thể nói là phan duyên đấy. Nhưng mà cái phan duyên đó nó còn có lợi ích cho gì? Cho chúng sinh, cho Phật pháp về lâu về dài được trường tồn. Vì một ngôi chùa hay một cái cảnh quan của gì? Ở trong cửa Phật được xây dựng lên thì nó cũng là một cái duyên lành đối với rất rất nhiều chúng sinh ở đời này và đời sau, năm này và năm sau, thậm chí hàng trăm hàng nghìn năm sau. Ngôi chùa đó nếu vẫn còn tồn tại, cái công trình xây dựng về Tam Bảo đó của chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn còn người tế lễ, vẫn còn người chiêm bái, thì vẫn còn người từ nơi đó mà phát được Bồ Đề Tâm, từ nơi đó mà biết tới Đạo Phật. Thì cái việc đó phan, trong phan duyên thì có cái gì? Có cái nhân duyên, có cái Bồ Đề Tâm, hạt giống Bồ Đề Tâm được gì? Được tưới tẩm, được gieo rắc ở nơi đó. Đấy, còn ở đây phan duyên nếu mà chúng ta chỉ gọi là đi cúng để kiếm tiền đó, đấy, chỉ đi cúng đi cấp để kiếm tiền đó, thì đấy thực sự gọi mới gọi là, thì đấy thực sự là phan duyên đấy. Kiếm tiền để làm gì? Về để cho vào làm cái sổ tiết kiệm, để gửi sổ tiết kiệm đó, hoặc là để cho vào két đó, hoặc để mua vàng thì để cất đó, mua đô la để giữ đó, đổi đô la để giữ đó, thì cái việc đó gọi là việc đó mới thực sự gọi là phan duyên. Còn là cũng đi cúng đi làm lễ cho dân, cho Phật tử, nhưng chúng ta thì chúng ta không vì tiền, chúng ta chỉ muốn giúp đỡ họ, khiến cho họ gì? Từ cái chỗ phương tiện này mà biết tới Phật pháp, thì trong cái phan duyên đó có hạt giống của Bồ Đề Tâm, trong cái phan duyên đó có cái chủng tử của gì, của thiện được gieo và tưới tẩm vào trong tàng thức A Lại Gia của mỗi người Phật tử và mỗi gia đình mà chúng ta đến làm lễ đó. Nhưng tất nhiên chúng ta đi làm lễ bằng cái tâm, phải bằng cái tâm vô tư, tâm hoằng pháp và cái tâm gì? Tâm chất chứa lòng từ bi, trí tuệ, và muốn cho họ từ cái nhân duyên này, cái phương tiện này, khiến cho Phật tử này và gia đình nhà này dần dần biết phát tâm Bồ Đề, biết tới Phật pháp, vân vân đó. Thì đó gọi là gì? Gọi là tuy phan duyên nhưng mà là có chủng tử, hạt giống Bồ Đề Tâm và lòng từ bi, trí tuệ của chúng ta thì gieo vào trong đó. Phan duyên đó có thể chấp nhận được, trong nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo thì được. Đó, còn phan duyên như đi chơi chẳng hạn, đó, suốt ngày gì? Ví dụ như một vị sư gần đây tôi biết là có một vị thầy cũng ở Hà Nội này, có cái tháng hai tháng lại tổ chức cho các Phật tử đi chơi một lần. Mà đi chơi ở đây thì không phải đi chơi bình thường, đi chơi đi dã ngoại đó, đi đến cả biển. Tôi thấy một cái đoạn phim vị này quay là đi đến biển để chơi tắm biển, cho các Phật tử đi chơi để tắm biển, ra biển để tắm, đi vào biển Nha Trang hay biển gì ở trong đằng trong để tắm biển. Tất nhiên đây cũng chỉ là một trong một vài ngày họ đến cái nơi đó thôi, nhưng đấy thì cũng không nên. Phật tử tăng ni, Phật tử chúng ta cũng không nên tổ chức những cái tour đi chơi để tắm biển, đi du lịch tắm biển cho các Phật tử như thế. Có đi thì chúng ta đi đến các gì, các thánh tích của Đức Phật, hoặc là các chốn già lam, chốn tổ mà có các vị tổ sư, các vị cao tăng thạc đức đã từng hóa hiện để xuất gia tu đạo, hành đạo, nhập niết bàn ở nơi đó, vân vân chẳng hạn. Đi đến để hướng cho các Phật tử chúng ta có một cái tâm tín kính và Tam Bảo tuyệt đối, và từ đó phát cái tâm dũng mãnh tinh tiến để tu tập, ngõ hầu noi theo cái dấu chân và con đường của Phật tổ đã đi, để họ đi á, thì cái việc đó là việc tốt. Còn
cái tổ chức đi hết nơi này đến nơi nọ, mục đích là để kiếm tiền. Như một là một công ty, một doanh nghiệp, một cái hãng chuyên tổ chức các sự kiện đi du lịch thì không tốt. Nếu một vị tăng ni mà lại luôn luôn nghĩ đến cái việc tổ chức cho các Phật tử đi sự kiện để kiếm tiền thì chắc chắn là không tốt rồi. Đấy, điều đó tôi dám khẳng định với các quý vị như vậy. Cho nên ở đây những cái việc làm như thế thì có thể gọi là phan duyên thật sự. Phan duyên thật sự. Còn các Phật tử chúng ta chẳng hạn ở nhà mà chúng ta tìm ra nhiều những cái việc để chơi, ví dụ như là các cụ ông thì đi chơi cờ, các cụ bà thì đi lập ra câu lạc bộ này, câu lạc bộ nọ, câu lạc bộ kia, lúc thì câu lạc bộ gì thơ, lúc thì câu lạc bộ gì hát, lúc thì câu lạc bộ yoga, lúc thì câu lạc bộ gì gọi là múa gì đấy, thái cực quyền vân vân gì đó, suốt ngày đi những cái như thế thì đó gọi là thực sự đấy, về Phật pháp cũng gọi là phan duyên đấy. Chúng ta biết là ở thế gian họ cho là sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thì đấy là cái tiêu chí của những người già, sống vui, sống khỏe và sống có ích. Khi tuổi già rồi, nghỉ hưu rồi, chân vân chẳng hạn, thì họ đưa ra cái vào hội người cao tuổi thì họ đặt ra cái chỉ tiêu là sống vui, sống khỏe và sống có ích. Tức là già rồi thì phải sống luôn luôn là vui, vui vẻ với con cái, với cháu chắt và với thì bạn bè hàng xóm láng giềng, đó là sống vui. Sống khỏe tức là phải luôn luôn chăm chỉ thể dục thể thao và các hoạt động xã hội vân vân nữa, để cho gì, cho chúng ta khỏe mạnh, vận động về thân thể thể xác cho được khỏe mạnh đó. Và sống có ích tức là phải đem cái trí tuệ, cái kinh nghiệm của mình lại để dạy bảo con cháu, hoặc là xây dựng khu phố hay là làng xã để cho ngày một tốt hơn, và đó gọi là sống có ích đó. Nhưng chúng ta biết Đức Phật nói rằng dù chúng ta sống vui, sống khỏe, sống có ích là rất tốt đấy, nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng á, thọ mạng của chúng ta mỗi ngày thì mỗi ngày nó qua đi, tức là giống như á, con bò á, mỗi một bước tiến tới cái lò mổ, tức là cái tuổi thọ của nó, mỗi bước chân nó thì nó tiến tới lò mổ, bị dắt tiến tới lò mổ, thì đồng thời thì cũng là một bước chân nó xa rời với sự sống, chuẩn bị xa rời với sự sống nhanh hơn. Con người chúng ta cũng vậy, mỗi một tuổi đến thì đồng thời cũng là gì, thọ mạng của chúng ta sẽ giảm đi. Mỗi một lần sinh nhật để chuẩn bị gì, để đón thêm một năm mới, một tuổi mới, cũng là lúc gì, chúng ta gần với tử thần, gần với cái chết hơn, xa rời gì, sức khỏe tuổi trẻ chúng ta nhiều hơn. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta phải luôn luôn nhớ tới, nhớ niệm là gì? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy chúng ta quán là gì? Phải luôn quán là gì? Quán là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó, phải luôn luôn nhớ niệm như vậy. Đó. Cho nên thế nào là thế gian vô thường? Tức là tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian có hình có tướng, Đức Phật nói gì? Đều sẽ bị cái cảnh sinh già bệnh chết, hoặc là thành trụ hoại không nó chi phối. Đấy, tất cả vạn sự vạn vật hữu hình hữu tướng, tức là có hình tướng đó, đều bị cái cảnh gọi là thành trụ hoại không, hoặc là sinh già bệnh chết đó. Chúng ta những chúng sinh hữu hình, những chúng sinh hữu tình thì chịu chi phối của gì? Của bốn sự, đó là sinh lão bệnh tử, hay còn gọi là sinh già bệnh chết đó. Còn những cái sự vật hiện tượng mà có hình tướng nhưng không có tâm thức, tức là như là đất, là đá, vân vân đó, thì những cái đó thì Đức Phật nói là chịu sự chi phối bằng gì? Bằng bốn hình thức, đó là thành, trụ, hoại và không. Đó, cho nên luôn luôn nhớ nghĩ thế gian vô thường, là nhớ nghĩ cái đó, nhớ niệm cái đó. Quốc độ nguy thúy tức là chỉ cho cõi nước của chúng ta đang cư trú, cõi Nam Thiệm Bộ Châu này đó, là nó rất gì, rất là không an ổn. Nguy thúy tức là nguy cơ, không an ổn, không an ổn một chút nào. Chúng ta thấy quả thật như thế,
nào là nước này, nước mạnh á, thì đòi gì? Lấn lát nước yếu, luôn luôn chèn ép nước yếu. Và hai bên á, nếu không chịu được nhau thì xảy ra chiến tranh. Các nước giàu, các nước mạnh á, thì tìm cách để đè đầu cưỡi cổ nhau, vân vân. Đó là giữa con người với con người, quốc gia với quốc gia. Ở trên quãi đất của chúng ta này, thế giới của chúng ta này là như vậy. Trong một quốc gia thì cũng có gì? Nhóm chính trị này chống lại nhóm chính trị kia, thậm chí là gì? Tôn giáo này chống lại tôn giáo kia, vân vân và vân vân. Thậm chí là người trong một nhà, nếu mà khi có lợi ăn chia không đều, thậm chí cũng có loạn, mầm mống của loạn cũng xảy ra trong đó. Cho nên Đức Phật mới nói là quốc độ nguy thúy là như thế. Tứ đại thì Đức Phật nói gì? Tứ đại đất nước gió lửa trong cơ thể chúng ta. Đức Phật nói là trong kinh A Hàm lúc đầu thì nói là do bốn đại đất nước gió lửa tạo thành. Sau này kinh điển Đại Thừa thì phát triển thêm thêm ba đại nữa là không, kiến và thức, là gọi là tất cả, gọi chung là thất đại. Tiếng Việt chúng ta gọi là bảy đại: đất nước gió lửa không kiến thức đó. Tiếng Hán thì là địa thủy hỏa phong không kiến thức. Tiếng Việt chúng ta dịch là đất nước gió lửa không kiến thức. Đấy là bảy đại tạo thành gì? Con người chúng ta, tạo thành những chúng sinh như chúng ta. Đức Phật nói đều là khổ không, vô thường và vô ngã. Đó, luôn nhớ niệm được như thế thì chúng ta gì? Mới không bị phan duyên. Đó gọi là gì? Quán thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó. Làm được như thế thì tâm địa chúng ta dần dần được tỏ rạng, trí tuệ chúng ta dần dần được khai mở, và tâm đạo chúng ta ngày một lớn thêm. Rồi chúng ta tiến gần tới ngôi nhà giải thoát của Như Lai không còn bao xa nữa. Đó.